16 giờ chiều ngày 9 tháng 8, các sĩ tử lớp 12 đã hoàn thành môn thi thứ hai với 50 câu trắc nghiệm môn toán. Nhiều thí sinh ra khỏi phòng thi với tâm trạng hồ hởi vì hoàn thành bài thi tốt. Đánh giá về bài thi toán năm nay, nhận định chung của các thí sinh cho rằng đề thi năm nay tương đối dễ thở, điểm khá giỏi nằm trong tầm tay. Từ khoảng từ 40 câu đầu là được 8 điểm thì khá là dễ và có thể hoàn thành nhanh ạ. Còn 10 câu sau thì phải suy nghĩ một lúc ạ, nhưng mà để đạt được điểm 9 cũng khá là dễ ạ. Tất cả những câu mà em làm được mà làm đúng hết thì em sẽ được khoảng 9,2. Còn nếu mà các câu bừa mà đúng hết thì biết đâu 10 cũng 1-2% gì đó. Tôi thấy các em hớn hở là vui lắm rồi, còn không biết là điểm thì là như thế nào cũng không quan tâm lắm, nhưng mà thấy tinh thần các em mọi thứ phấn khởi, chuẩn bị cho cuộc thi ngày mai nữa là cô thấy vui rồi. Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 môn toán được định hướng có nội dung trong chương trình trung học phổ thông, chủ yếu là lớp 12, và được điều chỉnh bám sát với nội dung tinh giảm trong chương trình học kỳ 2 của Bộ Giáo dục Đào tạo. Mừng rỡ trước đề thi hai môn đầu tiên vừa sức, nhiều em học sinh hy vọng môn thi còn lại cũng sẽ tiếp tục bám sát nội dung học tập của các em. Ngày mai em thi tổ hợp và tự nhiên thì em mong là đầu xuôi đuôi lọt, đầu xuôi là toán, còn đuôi là mấy cái môn kia lọt. Cô chúc là toàn bộ các con, tất cả các con là ngày mai thi tốt và việc chống dịch là an toàn. Theo lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông công bố trước đó, sáng mai ngày 10 tháng 8, các thí sinh sẽ làm bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên gồm vật lý, hóa học, sinh học, hoặc tổ hợp khoa học xã hội gồm lịch sử, địa lý, giáo dục công dân. Mỗi môn thi trong bài thi tổ hợp sẽ diễn ra trong vòng 50 phút. Chiều ngày 10 tháng 8, các thí sinh bước vào môn thi cuối cùng của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2020 là ngoại ngữ, thời gian làm bài 60 phút.